8 dấu hiệu sớm của bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường hay còn gọi là đái tháo đường là nhóm bệnh lý nội khoa rất phổ biến, là bệnh lý do rối loạn chuyển hóa insulin trong cơ thể, dẫn đến lượng đường trong máu tăng cao. Trước đây nhiều người cho rằng bệnh tiểu đường chỉ gặp ở người lớn tuổi, tuy nhiên hiện nay độ tuổi mắc bệnh tiểu đường đang có dấu hiệu trẻ hóa. 1. Biểu hiện khát nước và uống nước nhiều. Triệu chứng đầu tiên khi mắc bệnh tiểu đường thường thấy là người bệnh sẽ cảm thấy khát hơn bình thường. Tuy nhiên, cần phân biệt với tình trạng khát nước, uống nhiều nước do mất nước, do hoạt động nhiều, do thời tiết nắng nóng cũng sẽ khiến khát nước nhiều hơn. 2. Đi tiểu nhiều lần và lượng nước tiểu tăng cao. Biểu hiện thường thấy ở bệnh tiểu đường là tình trạng đi tiểu nhiều. Nếu thấy xuất hiện tình trạng đi tiểu nhiều cùng với lượng nước tiểu nhiều hơn bình thường, chất lượng nước tiểu bình thường, tiểu không gắt buốt, đó là dấu hiệu sớm nghĩ đến căn bệnh này. 3. Người mệt mỏi thường xuyên, cơ thể yếu kém. Đây là biểu hiện khiến nhiều người không nghĩ đến mắc bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, trong giai đoạn mắc căn bệnh này, lượng glucose vẫn sẽ lưu thông trong cơ thể. Nhưng do thiếu insulin, glucose sẽ không được chuyển hóa thành năng lượng nuôi dưỡng cơ thể. Mặt khác, vì mất nhiều năng lượng do đào thải glucose qua đường tiểu nên sẽ dẫn đến sự mệt mỏi quá mức của cơ thể, khiến người bệnh bị suy nhược. Vì vậy, khi có biểu hiện khát nước và mệt mỏi thường xuyên, cơ thể yếu, thì cần đi khám để xác định nguyên nhân. Rất có thể bạn đã mắc bệnh tiểu đường. 4. Có biểu hiện ăn nhiều nhưng bị sụt cân. Sụt cân là biểu hiện khó nhận thấy vì mọi người thường cho rằng ăn uống kém hoặc có chế độ ăn kiêng khem nên sẽ có tình trạng bị giảm cân. Tuy nhiên, nếu ăn uống bình thường hoặc ăn uống nhiều, không có sự thay đổi về tập luyện hoặc làm việc mà bị sụt cân thì hãy nghĩ đã mắc bệnh tiểu đường hoặc một căn bệnh nghiêm trọng nào khác. Nếu mắc bệnh tiểu đường thì tình trạng glucose trong máu tăng cao, không thể sử dụng để chuyển hóa năng lượng được, nên chất béo sẽ là nguồn thay thế để tạo ra năng lượng cho cơ thể. Điều này dẫn đến sụt cân đột ngột, người bệnh ăn nhiều, uống nhiều, tiểu nhiều mà lại gầy và sụt cân nhanh. 5. Thị lực giảm sút. Ngày nay, khi nhiều người sử dụng các thiết bị điện tử như TV, máy tính, điện thoại, nên việc thị lực bị giảm sút thì chủ quan và không nghĩ mình mắc bệnh. Tuy nhiên, ở bệnh tiểu đường sẽ có biểu hiện thị lực không còn rõ như trước, hình ảnh mờ nhạt dần, nhòa không rõ. Vì vậy, nếu thị lực giảm hoặc kết hợp các biểu hiện như khát nước, sụt cân, thì cần đi khám mắt và kiểm tra đường huyết để xác định bệnh tiểu đường có ảnh hưởng đến mạch máu võng mạc hay không. 6. Biểu hiện viêm nướu. Nếu mắc bệnh tiểu đường, hệ thống miễn dịch sẽ bị tổn thương, khiến cho cơ thể yếu đi và khó chống lại vi khuẩn. Khi đó, lợi là nơi nhận ảnh hưởng nhiều nhất. Viêm nướu, viêm họng sẽ diễn ra thường xuyên. 7. Xuất hiện nhiều vết thâm nám. Khi mắc bệnh tiểu đường, da cũng bị ảnh hưởng. Vì vậy, người bệnh tiểu đường thường thấy trên da xuất hiện nhiều vết thâm sẫm màu ở một số vùng, đặc biệt là ở những nơi có nếp nhăn hoặc nếp gấp da. 8. Vết thương lâu lành. Bệnh tiểu đường là bệnh do rối loạn chuyển hóa, nên khi mắc bệnh thì hệ thống miễn dịch sẽ bị tổn thương lòng mạch, các mạch máu hoại tử. Vì thế dẫn đến việc các vết thương ngoài da khó lành, đôi khi hoại tử hoặc nhiễm trùng. Tóm lại, bệnh tiểu đường là căn bệnh có thể gặp ở mọi đối tượng. Đặc biệt hiện nay căn bệnh này còn có nguy cơ trẻ hóa. Bệnh có đặc điểm tiến triển dần theo thời gian. Nếu không được kiểm soát, sẽ gây ra nhiều biến chứng cấp tính và mạn tính nguy hiểm. Các biến chứng cấp tính có thể là hôn mê nhiễm toan ceton, hạ glucose máu, hôn mê tăng glucose máu không nhiễm toan ceton, hôn mê nhiễm toan lactic, các bệnh nhiễm trùng cấp tính. Vì vậy, nếu thấy có biểu hiện nghi ngờ, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị. Video đến đây hết rồi. Nếu thấy video hữu ích, hãy nhớ chia sẻ cho bạn bè, người thân và gia đình biết những kiến thức bổ ích này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!